Nỗi lo là không đủ sức cạnh tranh với đối thủ khác. Đây cũng là một trong những cái vấn đề lớn nhất của những người kinh doanh, và tất cả những người kinh doanh, cho dù bất kể là ngành nghề gì, ngành hàng gì, thì hầu như cái nỗi lo về sự cạnh tranh đó, nó cũng là một cái nỗi lo rất là lớn mà chúng ta thường hay gặp phải. Đầu tiên là về không đủ sức cạnh tranh nè. Các bạn thường hay có cái nỗi đau là không đủ sức cạnh tranh nè. Mà không đủ sức cạnh tranh ở đây á, tức là trong cái thị trường khốc liệt như thế này, đối với những ngành khác nói chung và ngành hàng thời trang nói riêng, thì hầu như là mỗi cái ngành hàng nó đều có một cái thị trường rất là lớn, và chắc chắn là trong đó nó sẽ có nhiều người cạnh tranh với nhau, cũng như là có nhiều cái nguồn cung cấp khác nhau, chứ không phải một mình chiếm lĩnh thị trường. Thế nên là cái việc mà lo sợ rằng là mình không đủ sức cạnh tranh đối với những cái đối thủ khác thì cũng là một trong những cái vấn đề rất là phiền toái, là gây nhức đầu ha. Và đối với cái ngành thời trang nói riêng á, thì hầu như là cái thị trường này nó càng khốc liệt hơn nữa, tại vì đây là một cái ngành xu hướng, đây là một ngành xu hướng mà rất là nhiều người lựa chọn, và nhất là những cái bạn trẻ. Thế nên là nó có một cái sức cạnh tranh nó khốc liệt hơn, và nó nặng hơn, nặng sức hơn so với những cái ngành hàng khác một xíu. Và không thể cạnh tranh với những cái đối thủ khác á cũng là một trong những cái nỗi đau mà các bạn đang gặp phải. Và vì sao các bạn không đủ sức cạnh tranh? Chắc chắn cái lý do nó đến từ bản thân mình, chứ không phải là người ta thường hay hiểu rằng là tại vì người khác quá mạnh nên mình cạnh tranh không lại. Tuy nhiên là các bạn phải đặt vấn đề rằng là tại vì mình không đủ sức, mình chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi nên mình mới cạnh tranh không lại, chứ không phải là vì người ta quá giỏi. Thay vì nếu như người ta quá giỏi thì mình cũng có khả năng để giỏi được như người ta, nhưng mà mình không làm được điều đó, tức là mình đang chưa làm đủ, chưa làm đúng. À đó, nếu như các bạn nghĩ như vậy thì các bạn sẽ có động lực để cố gắng hơn. Còn nếu như các bạn cứ nghĩ rằng là người ta quá mạnh, người ta quá giỏi rồi, mình không thể nào đua kịp, không thể nào làm lại, không thể nào cạnh tranh được, thì chắc chắn là các bạn sẽ không có một chút động lực hay là một cái ý chí gì hết để các bạn có thể vực dậy, để các bạn có thể cạnh tranh với người ta. Tại vì bạn đã đem cái chiến thắng mình trao như tay người ta rồi, bạn đã chính bản thân của bạn là một người đối thủ của họ mà bạn đã nhìn nhận rằng là họ thành công, họ xứng đáng, thì chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ cạnh tranh lại họ rồi, đúng không? Như vậy nó sẽ làm mà nhục đi cái ý chí chiến đấu của mình á. Thế nên là các bạn phải hiểu rằng nếu như mình cạnh tranh không lại người ta thì hầu hết lý do là nó đến từ bản thân chúng ta, từ bản thân chúng ta làm chưa đủ, làm chưa đúng, làm chưa đủ tốt, chưa đủ nhiều, và chúng ta không có năng lực để cạnh tranh, chứ không phải là chúng ta chứ không phải là một đối thủ quá giỏi, chúng ta có làm cách mấy cũng không được. Đó, nó khác nhau hoàn toàn ở hai cái cách hiểu này ha. Và cái nỗi đau thứ hai sau cái lo là không có được sự cạnh tranh đó, đó chính là nỗi đau không thu hút được khách hàng. Và chắc chắn một điều, nếu như mà cái sức cạnh tranh của bạn không lại người ta, bạn làm chưa đủ tốt, thì cái việc mà không thu hút được khách hàng nó là một trong những cái chuyện nó sẽ diễn ra. Và khi bán hàng mà không có khách hàng thì biết bán cho ai, đúng không? Chắc chắn là như vậy rồi. Và không thu hút được khách hàng á, nó ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái lợi nhuận của các bạn đó, nó ảnh hưởng quá là nhiều tới cái việc kinh doanh bán hàng của chúng ta. Và khi mà kinh doanh và bán hàng á, thì cái việc mà tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm doanh số, tìm kiếm lợi nhuận, nó là một trong những cái công việc mà chúng ta cần phải làm, mà bây giờ nó bị ảnh hưởng, nó không tốt rồi, thì nó cũng gây thất bại cho cái việc kinh doanh rất là nhiều đó. Và cái nỗi đau cuối cùng đó chính là việc khó bán hàng, tại vì bây giờ không cạnh tranh lại những cái đối thủ khác, những cái cửa hàng khác, rồi thêm nữa là không thu hút được khách hàng, thì dẫn đến là cái việc bán hàng nó cũng trở nên khó khăn thôi. Bạn có thể thấy việc bán hàng khó khăn khi bạn không có kỹ năng bán hàng, bạn không có những cái tố chất, những cái kiến thức về việc bán hàng, hoặc khi bạn làm chưa đủ tốt những cái công đoạn khác, những cái cách thức khác, thì tự nhiên cái việc bán hàng của bạn nó bị ảnh hưởng, nó trở nên khó khăn hơn, nó trở nên khó tiếp cận khách hàng hơn. Tại vì cốt lõi là nếu như không thu hút được khách hàng thì sẽ không gây được sự chú ý đến khách hàng, và hiển nhiên là sẽ không có khách hàng mua hàng. Thì từ cái việc mà khách không mua hàng thì nó khiến cho cái việc bán hàng làm cho bạn thấy nó khó khăn hơn, nó trở nên là khó bán hơn. Thì bây giờ chúng ta phải có những giải pháp để khắc phục điều này. Nếu như mà không khắc phục nó cứ giữ hoài tình trạng này á, thì chắc chắn là cái việc bán hàng của bạn sẽ càng ngày càng đi xuống, càng ngày càng tệ hơn, và hơn hết nữa là chắc chắn nó sẽ sớm gặp thất bại. Mà khi bước ra kinh doanh và mua bán á, không ai muốn sẽ sớm gặp thất bại hết, tại vì thất bại này nó không chỉ là
một cái về tinh thần nữa, mà nó còn có thể gặp ảnh hưởng từ tiền nong, từ chi phí này, đúng không? Khi mà bạn gặp thất bại thì chắc chắn bạn sẽ tốn kém một khoản chi phí đầu tư trước đó đấy. Thế nên là không ai mà muốn bước ra kinh doanh mà sớm là thất bại hết. Vì thế bạn phải có những cái giải pháp, những cái cách thức để các bạn có thể khắc phục và hạn chế tình trạng này xảy ra. Và chắc chắn là các bạn phải moi được cái ý chí, cái sự nỗ lực của mình ra, để các bạn tự tin khẳng định rằng là tôi có đủ sức, có đủ khả năng để cạnh tranh với những cái đối thủ khác trên thị trường. Và khi mà bạn tự tin rồi thì chắc chắn là bạn sẽ làm được điều đó, và làm được điều đó nó sẽ giúp cho cái việc kinh doanh của bạn càng ngày càng tốt hơn. Chúc mừng tất cả các bạn đã xem hết video cùng với Hà Phương. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.